Hello cả nhà, Như đang có ở trên tay hai chai nước hoa mới nhất của Oriflame về Việt Nam tháng 2 năm 2020. Đó là bộ đôi Soul Fever Together, phiên bản mới của Soul Fever. Và hai chai nước hoa này là một chai ở đây là Made in Sweden. Đây, cả nhà mình thấy không ta? Đây, Made in Sweden. Thì bây giờ mình sẽ cùng khui hộp hai chai này nha. Đây là nước hoa nha. À, đây là nè. Hai Soul Fever một lúc. Đây là nước hoa nữ, đây là cặp đôi Soul Fever. Đây là cặp này là Như đặt hàng nha. Chai này là của anh Long, chai này là của Như. Đây là một bộ đôi đi chung với nhau. Chai này là đại diện cho cái dáng của người phụ nữ. Đó, rất là gợi cảm. Còn chai này là của đàn ông thì nó vững chãi và rất là chắc tay. Và chai này thì cả hai chai đều là Made in Sweden để Như quay đát cho cả nhà mình xem. Đây, nhà mình thấy không? Đều là Made in Sweden. Đây là Made in Sweden nè. Oriflame mã số là 35531. 75ml for him. Đát là tháng 4 năm 24. Này là chai của nam. Còn chai của nữ á, thì đây là chai của nữ tháng 6 năm 2024 nè. 35532. Nước hoa rất là đẹp cả nhà ơi, cầm ở trên tay rất là chắc tay luôn. Đây là bộ đôi. Cả nhà mình nhớ sở hữu trong tháng này nha. Tháng này mình mua một chai chỉ còn có giá 400 mấy thôi, nhưng mà một chai bình thường công ty bán đã 800 ngàn rồi á. Tranh thủ nha chị em, các anh chị em nhà mình nếu mà có tình yêu. Tháng 2 này là mình có cái ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân á, thì mình nhớ sở hữu cho mình một cặp đôi. Nước hoa cặp đôi có một cái đặc biệt là khi mà mình xịt lên cùng một vị trí. Như nói ví dụ nè, mình xịt chai nữ lên cổ tay. Đó, rồi sau đó mình sẽ xịt mùi nam lên cùng vị trí đó luôn. Đó, thì nó sẽ lan tỏa và ra một cái mùi hương thứ ba rất là đặc biệt. Thơm hơn và dai hơn hai chai nước hoa nam lẫn nữ luôn. Đó, thành ra là ra cái mùi hương thứ ba. Nếu mà mình lấy hai cái chai nước hoa không phải là cặp đôi mình xịt thì nó sẽ ra cái mùi rất là khó chịu, bởi vì nó không có kết hợp được. Nhưng mà nước hoa cặp đôi thì nó sẽ kết hợp với nhau rất là thơm, rất là đặc biệt luôn. Mà như thấy là mùi này á là cực kỳ đẹp, cực kỳ thơm. Nhà mình nhớ sở hữu cho mình nha.